Bình chọn nhóc tỳ đáng yêu nhất vừa chào đời năm 2018 của các sao Việt. Thanh Thảo, con gái đầu lòng Talina, ca sĩ Thanh Thảo được chào đời vào ngày 17 tháng 7, 2018 nặng 3,2kg tại một bệnh viện của Mỹ. Được làm mẹ ở tuổi 41, đây là sự kiện hết sức quan trọng và ý nghĩa đối với cô. Chẳng những thế, gia đình và các fan cũng vô cùng vui mừng. Đến bây giờ mẹ vẫn chưa tin điều kỳ diệu này lại diễn ra trong cuộc đời mẹ. Sau bao ngày trông ngóng và vượt qua những khó khăn thử thách, cuối cùng mẹ cũng được nhìn thấy con chào đời trắng trẻo, mạnh khỏe. Nặng 3,2kg, dài 50cm, đặc biệt có cái mũi hết thương hiệu của mẹ, Thanh Thảo tâm sự. Đến nay, con gái của giọng ca búp bê gần 1 tháng tuổi, Thanh Thảo đã tham khảo rất nhiều kiến thức để có thể chăm con một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, cô rất may mắn khi được ông xã lo lắng dành cả phần chăm con gái. Khánh Thi, vào giữa tháng 6 2018, vợ chồng nữ hoàng dancebox Khánh Thi vô cùng vui mừng khi đón thêm cô công chúa thứ hai cho tổ ấm. Được biết em bé sinh sớm hơn dự kiến khoảng 1 tháng rưỡi và phải nằm ở bệnh viện khoảng 3 tuần sau sinh để bác sĩ tiện theo dõi và chăm sóc. Các thành viên trong gia đình đều hạnh phúc khi có thêm sự xuất hiện của bé Anna. Đến nay bé gái đã gần 2 tháng tuổi và được cả bố mẹ chăm sóc rất kỹ lưỡng. Giờ đây rất nhiều người ghen tị với Khánh Thi khi có được tổ ấm đủ nếp đủ tẻ. Thúy Diễm, cách đây vài ngày trên trang cá nhân của vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm đã cùng lúc thông báo mình đón cậu con trai đầu lòng. Đặc biệt nhất, bà xã của nam diễn viên đã hạ sinh bé trai cách đây hơn 1 tháng, nhưng đến nay họ mới chia sẻ tin vui này với tất cả khán giả. Con trai vừa ra đời nhưng trộm vía đã sở hữu được nhiều nét đẹp từ bố. Trong khi đó, Lương Thế Thành rất mê con, anh gần như dành hết việc chăm sóc em bé. Bà xã cho hay anh mê con hơn tất cả mọi thứ trên đời, bỏ cả vợ sang một bên. Con xin chào ông bà, cô chú, con là Lương Thế Bảo, tên ở nhà là Bảo Bảo, tên tiếng Anh của con là Vreden. Thúy Diễm hào hứng chia sẻ, được biết nữ diễn viên sinh thường và cậu bé được 3,2kg. Giờ đây con trai chính là mối quan tâm lớn nhất của hai vợ chồng. Hà Anh, vào lúc 10:30 sáng 26 tháng 6, siêu mẫu Hà Anh đã lên bàn mổ tại một bệnh viện uy tín và sang trọng thành phố Hồ Chí Minh để hạ sinh con gái đầu lòng. Theo thông tin do gia đình chia sẻ, bé nặng 4,4kg và thời điểm đó ông xã cô rất vui mừng khi cả hai đều mẹ tròn con vuông. Hà Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được ôm con gái vào lòng. Đến nay bé được khoảng hơn 1 tháng tuổi nhưng đã được bố mẹ đưa đi nhiều nơi. Hải Băng, vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, Hải Băng đã hạ sinh con trai thứ hai tại một bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Cô và ông xã rất mong đợi sự xuất hiện của con để gia đình có thêm thành viên mới và tổ ấm đủ nếp đủ tẻ. Không hề che giấu mà trái lại, Hải Băng rất thường xuyên khoe ảnh gia đình lên mạng xã hội, đặc biệt là hình ảnh của cậu con trai mới sinh. Thiên thần thứ hai này được chào đời bằng phương pháp sinh mổ và nặng 3,2kg. Nói về việc chọn ngày giờ sinh cho con vào lúc 7:07 ngày 17 tháng 7, ông xã Thành Đạt cho hay, chúng tôi cố ý chọn ngày giờ đẹp cho con chào đời. Chị của bé là Kem có ngày sinh toàn số 2, còn em trai gắn liền với những số 7. Hải Băng rất thích có con trai. Bên nhà vợ tôi chỉ toàn cháu gái, đây là cháu trai đầu tiên nên cả nhà đều vui mừng. Tôi hạnh phúc vô cùng trong lần thứ 3 lên chức bố. Lan Phương, vào sáng ngày 15 tháng 5, nữ diễn viên đã hạ sinh thiên thần đầu lòng với chồng Tây tại một bệnh viện quốc tế Hà Nội. Người đẹp đã chuyển ra Hà Nội từ vài tháng trước để tiện việc chăm sóc cho gia đình trong những ngày cô sinh con. Vì thai nhi nằm ngoi ngược nên Lan Phương buộc phải sinh mổ, bé gái nặng 3,5kg, dài 55cm. Đến nay con gái đã được hơn 2 tháng tuổi và có tên là Lina Lindoffy. Thời gian này Lan Phương gần như lui về hậu trường, dùng hết mọi hoạt động để chăm sóc con gái. Cô may mắn khi có ông xã đồng hành và lo lắng từng ly từng tí khiến ai cũng ghen tị. Em gái nuôi ngoài đời cũng cực tình cảm với Lương Thế Thành, Thúy Diễm xem được sốt hết cả ruột. Trong phim Hồng cướp bạn trai của người ta, ngoài đời em gái nuôi còn thân thiết với Lương Thế Thành thế này. Thúy Diễm xem loạt ảnh này chắc rất sốt ruột. Sự xuất hiện của Tam Triều Dân vai Dung trong bộ phim Ngày ấy mình đã yêu được xem là một nút thắt khiến mạch phim và mối quan hệ của Hạ Nhã Phương và Nam Lương Thế Thành trở nên gay cấn hơn. Cụ thể, Dung là em gái kết nghĩa của Nam thời còn ở trại trẻ mồ côi. Sau nhiều năm mất liên lạc, Nam gặp lại Dung và muốn dành thời gian chăm sóc cho em gái nuôi. Chính vì điều này mà quan hệ của Nam và Hạ trở nên trục trặc hay xảy ra xung đột. Nhiều lần Hạ bắt gặp Nam và Dung đi cùng nhau. Đã bực tức thì chớ, Hạ còn bị Dung ghen ngược,
thậm chí là lên mặt dạy đời. Ở những phân đoạn này, khán giả rất ức chế với Dung, em gái Mưa. Trong phim, lúc nào cũng muốn giành lấy Nam, ngoài đời cả hai người cũng khá thân thiết. Trong hậu trường quay phim cũng có khá nhiều cảnh hài hước và thoải mái khi ở bên nhau. Tam Triều Dân vào vai em gái Mưa đáng ghét và cũng đáng thương. Bị Hạ bắt gặp đi cùng Nam, Dung còn lên mặt dạy đời. Tận mắt nhìn thấy bạn trai tình tứ với em gái Mưa, ai mà chẳng soi máu. Đã vậy, Dung còn bám riết lấy Nam. Trong phim, Dung thích Nam rất muốn được ở gần anh. Ngoài đời, Tam Triều Dân và Lương Thế Thành cũng khá thân thiết, hay đăng ảnh ở hậu trường hài hước. Cả hai còn hay tác ảnh nhau trên Facebook. Còn tình tứ đến mức này nữa thì Thúy Diễm xem được cũng soi máu. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ, vô tư trên mạng xã hội. Không phải một lần mà còn rất nhiều lần. Mối quan hệ của cả hai người ngoài đời cũng khá tốt đẹp. Và tất nhiên đóng phim cùng nhau một thời gian dài thì thân thiết với nhau cũng là điều dễ hiểu. Tam Triều Dân vẫn còn trẻ mà vẫn chưa có bạn trai, trong khi đó Lương Thế Thành đã có vợ Thúy Diễm và hai người mới đón con đầu lòng. Con trai của cả hai rất kháu khỉnh, Lương Thế Thành Thúy Diễm là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Ca nương Kiều Anh bức xúc về phát ngôn của Lâm Khánh Chi liên quan tới vợ chồng Tú Vi Văn Anh. Ca nương Kiều Anh đã phản pháo đanh thép về phát ngôn của Lâm Khánh Chi liên quan tới vợ chồng Văn Anh Tú Vi trong một chương trình truyền hình vừa phát sóng. Khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, diễn viên Tú Vi đã bật khóc vì Văn Anh đi đá bóng để cô ở nhà một mình với con gái mới sinh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã chỉ trích ngược lại Tú Vi rằng như vậy là em ích kỷ đó, chồng em như vậy là quá tốt rồi, và đàn ông ai cũng có thú vui, đàn bà ai chả đẻ. Và sau lời nói của đàn chị, Tú Vi càng khóc nhiều hơn. Sau khi xem lại đoạn chương trình phát sóng, ca nương Kiều Anh đã bức xúc thay cho Tú Vi. Cô viết hẳn một dòng trạng thái khá gay gắt để phản pháo Lâm Khánh Chi. Vâng, cũng tại vì chị Lâm Khánh Chi chưa đẻ hoặc không đẻ, nên chị sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mong manh dễ vỡ tan tành của một bà mẹ sau sinh đâu chị ơi. Vừa trải qua 9 tháng sinh nở và chăm con, Kiều Anh tỏ ra đầy trải nghiệm khi phân tích. Chị bảo đàn ông ai cũng có thú vui, đàn bà ai chả đẻ rồi, như vậy là em ích kỷ đó, chồng em như vậy là quá tốt rồi, em hơi lăng tăng cái quan điểm của chị một chút. Đàn bà cũng có thú vui và cũng không tự dưng mà đàn bà chữa được. Thế lúc đẻ xong rồi đàn ông lại không có mặt thì lỗi ích kỷ, lỡ đàn bà là sao chị ơi? Chị Vi như này là hiền rồi đó chị, lúc em đẻ xong chồng em quần là áo lược, để đi làm mà em còn ghen tị và khóc ầm ĩ lên đây, đừng nói là đi đá banh. Chồng em lúc đó còn đi đá banh thì không đến lượt em mà mẹ chồng em sẽ cho banh luôn, chứ khỏi có đá. Ca nương Kiều Anh còn dẫn lời Lâm Khánh Chi nói để đáp trả đàn chị. À mày nhớ có lần chị bảo phụ nữ là phải điệu phải đẹp, ờ thế chị lại cho đàn ông đi thỏa thú vui, thì chị bảo phụ nữ phải đẹp phải điệu lúc nào đây? Cuối cùng Kiều Anh không quên kết luận, tư tưởng thiếu tiến bộ lại còn chậm đi lên thì chỉ khiến đàn ông sẽ mãi lười, còn phụ nữ thì sẽ muôn đời kêu khổ. Ngay lập tức, dòng trạng thái của Kiều Anh thu hút sự chú ý và bàn luận của cư dân mạng. Khá nhiều bình luận bày tỏ sự đồng tình với Kiều Anh. Đồng thời, chia sẻ những nỗi bức bối stress của các bà mẹ bỉm sữa khi phải chăm con ở nhà mà không có sự hỗ trợ hết lòng từ chồng. Quan điểm của ca nương đã nhận về hàng ngàn lượt yêu thích. Lại một sau việc gạo cội vừa qua đời, Thúy Diễm Nguyệt Ánh cùng dàn sao khóc thương quá đau lòng. Nhiều sao Việt như Chiều Xuân, Trung Anh, Thanh Bình đã gửi lời thương tiếc khi nghe tin diễn viên, đạo diễn Bùi Cường qua đời ở tuổi 73. Nghệ sĩ ưu tú Bùi Cường bị huyết áp cao, tai biến mạch máu não và nhập viện cách đây hơn một tuần. Tuy nhiên, do không qua khỏi cơn bạo bệnh nên diễn viên đóng vai Chí Phèo trong Làng Vũ Đại ngày ấy đã qua đời rạng sáng ngày 3 tháng 8. Vợ nam diễn viên đang phải cấp cứu ở bệnh viện vì quá sốc trước cái chết của chồng. Được biết, gia đình hiện cho người đi xem ngày giờ tốt nên chưa đưa ra quyết định về thời gian an táng. Trước thông tin này, nhiều đồng nghiệp, bạn bè, các nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn đến gia đình của nghệ sĩ Bùi Cường. Diễn viên Thanh Bình chia sẻ, bố Cường, đạo diễn Bùi Cường đã qua đời vì bệnh tai biến, yên nghỉ nhé bố, xin chia buồn cùng gia đình. Nghệ sĩ Trung Anh bất ngờ khi người anh qua đời, vĩnh biệt anh, quá bất ngờ anh ơi, những kịch bản phim điện ảnh bữa ăn cuối cùng của lão Hạc từ anh chưa được nửa tháng. Những tưởng lần đầu tiên anh em mình được cộng tác làm việc cùng nhau, vậy mà hôm nay đọc báo mới biết anh đi rồi, giờ chỉ biết cầu mong anh được siêu thoát, thảnh thơi nơi chính suối, chàng Chí Phèo của dân Việt. Từng có cơ hội làm việc cùng nhau, Bích Trâm buồn bã viết trên trang cá nhân,
là diễn viên cưng của bố trong phim Khu vườn bí ẩn và Bản năng nguy hiểm. Hai bố con gặp nhau ở Hà Nội, bố nhớ không? Một sự gặp gỡ tình cờ trên phố Đội Cấn, bố hiền và thương diễn viên như con cháu trong nhà. Thương bố lắm, mong bố yên nghỉ, bố Bùi Cường. Qua Facebook của Bích Trâm, diễn viên Hoàng Anh cũng gửi lời, mong bố yên nghỉ nơi chín suối, thương quý bố. Nghệ sĩ Chiều Xuân cũng thương tiếc khi đạo diễn Bùi Cường qua đời. 73 tuổi vẫn còn quá trẻ anh ạ, một nghệ sĩ ra đi là một mất mát không bù đắp được. Anh Bùi Cường là lớp trưởng lớp diễn viên điện ảnh khóa 2 cho cha tôi đạo diễn Nguyễn Đức Độc, là một trong những thầy chủ nhiệm chính đào tạo. Buồn lắm, em chúc anh về nơi đó vẫn là con người hạnh phúc với khung trời mơ mộng, với hoa cỏ và chim ca bướm lượn. Dù không muốn vẫn phải nói lời vĩnh biệt anh. Anh về nơi đó với thầy, rồi thầy trò lại mở lớp đàm đạo về cái đẹp, về cái thân nghĩa vĩnh hằng trong cuộc sống. Anh mãi luôn là người anh cả hiền hậu tài năng của lớp diễn viên điện ảnh khóa 2 ngày ấy. Anh đi lòng thanh thản nhẹ tựa lông hồng, khóc thương tiếc anh trong một ngày đầu thu. Diễn viên Hoài An buồn bã, thêm một người anh đồng nghiệp ra đi, duyên lành được hợp tác với anh đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Bùi Cường trong 2 năm, Tổ ấm gió lùa và Bản năng nguy hiểm, một đạo diễn hiền hậu và vui tính, dễ thương lắm lắm. Nhưng từ nay hết cơ hội gặp lại anh rồi, yên nghỉ cõi vĩnh hằng anh nhé, thành kính Phương U cùng gia quyến. Diễn viên Nguyệt Ánh cũng gửi lời chia buồn trên trang cá nhân của diễn viên Hoài Anh. Gia gia Chương Nhi sốc và buồn khi nghệ sĩ Bùi Cường qua đời. Thúy Diễm viết, vĩnh biệt bố, người đạo diễn đáng kính của con. Nghe tin bố mất mà bàng hoàng trong người quá bố ơi, an nghỉ nhé bố, chúng con kính nhớ. Diễn viên Thanh Hiền chia sẻ trên trang cá nhân, nghe tin chú mất mà con không tin. Sau khi tốt nghiệp, con cắt được vai chính đầu tiên trong bộ phim Vượt Qua Bóng Đêm và con được gặp bố, người đã dắt con những bước đi chập chững đầu tiên, chỉ dạy cho con từng chút một, cho con những kinh nghiệm đầu đời trong sự nghiệp diễn viên của con. Bố ơi, con nhớ bố.